Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều doanh nghiệp nợ gần 500 tỷ đồng tiền thuế và kéo dài trong nhiều năm. Vi phạm đất nông nghiệp và hành lang thủy lợi tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Gặp gỡ hai sinh viên đạt giải cao của trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi. Cần nhân rộng phong trào hỏa táng ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 6 năm nay, số nợ thuế của các doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập và nợ tiền thuê đất là gần 500 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là công ty chế biến dầu thực vật Quang Minh và công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu có tổng số tiền nợ và tiền phạt là hơn 180 tỷ đồng. Công ty Vạn Thọ Phát cả tiền nợ và chậm thuế là hơn 100 tỷ đồng. Công ty Vôi Bình Minh nợ hơn 50 tỷ đồng. Đa số các doanh nghiệp nợ tiền thuế lớn đều từ năm 2013 đến nay. Hiện nay, ngành thuế đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tập trung thanh kiểm tra, đôn đốc chống thất thu thuế. Trong đó, với một số đơn vị nợ đọng thời gian dài, số nợ lớn có thể phải dùng các biện pháp cứng rắn như không xuất hóa đơn hoặc đề nghị ngân hàng phong tỏa tài sản theo luật doanh nghiệp để tận thu các nguồn thuế, đảm bảo cho nguồn thu nội địa của tỉnh trong năm nay đạt trên 6.000 tỷ đồng. Theo tổng hợp của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Cử, đến thời điểm này, toàn huyện đã cấp được 22.259 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 66,3% số thửa đất đã kê khai. Các xã có tiến độ nhanh là Tống Chân, Tiên Tiến, riêng xã Quang Hưng và thị trấn Trần Cao cấp đạt thấp dưới 20%. Nguyên nhân chính là việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân huyện chậm. Một số hộ dân không thực hiện kê khai do vắng chủ hoặc làm thủ tục chuyển nhượng, cho tặng không đúng quy định. Huyện Phù Cử thường xuyên họp với các xã để đôn đốc, bên cạnh giải pháp tuyên truyền vận động người dân tích cực phối hợp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề xuất với Sở Tài nguyên Môi trường quan tâm giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của huyện, đặc biệt là cấp đổi giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh. Các xã thị trấn tổ chức xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt đề nghị cấp giấy chứng nhận, xác định tính pháp lý nhằm đảm bảo hồ sơ khi chuyển về huyện là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những căn nhà kiên cố được xây dựng trên phạm vi hành lang công trình thủy lợi, người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác bất chấp các quy định của pháp luật về đất đai. Đó là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương, phản ánh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. 30 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi nằm dọc sông Bần, đoạn giáp với tỉnh lộ 381 thuộc thôn Lạc Cầu. Hình thức vi phạm là xây dựng nhà kiên cố. Sự việc xuất phát từ năm 1990, khi đó chính quyền thôn đã bán đất trái thẩm quyền cho các hộ. Sau nhiều năm, từ diện tích thùng vũng ban đầu, các hộ dân ở đây đã san lấp xây dựng nhà ở. Địa phương cho biết, do các điểm vi phạm đã tồn đọng hàng chục năm nay, nên không thể xử lý dứt điểm, chỉ ngăn chặn được hành vi cải tạo, xây dựng mới ngoài mặt tiền ngôi nhà, với các trường hợp cơi nới phía sau nhà rất khó kiểm soát. Ngoài các trường hợp lấn chiếm công trình thủy lợi, vi phạm trên đất canh tác cũng diễn ra ở Giai Phạm. Trong đó, hai thôn Lạc Cầu và Tử Cầu là điểm nóng với 25 trường hợp. Hình thức chủ yếu là tự ý chuyển đổi diện tích lúa hoa màu sang trồng cây ăn quả, xây dựng tường bao, lán tạm và cả những trang trại chăn nuôi có diện tích hàng trăm mét vuông ở những khu vực chưa được huyện phê duyệt quy hoạch chuyển đổi. Bắt đầu bằng việc xây dựng tường bao, rồi xây lán nhà xưởng. Bẵng đi một thời gian thì có thể những khu nhà ở lại mọc lên. Lý do mà các địa phương đưa ra thường là người dân tranh thủ vào ngày cuối tuần hoặc là lúc địa phương có việc bận để xây dựng. Và khi mọi sự đã rồi thì công tác xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Ngay trong tháng 5 vừa qua, gia đình ông Phạm Văn Thụy ở thôn Lạc Cầu đã tự ý xây dựng công trình nhà ở trên đất canh tác với diện tích gần 70 mét vuông. Chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện và cưỡng chế. Cũng tại diện tích này cách đây 5 năm, gia đình ông Thụy đã từng xây dựng tường bao và buộc phải tháo dỡ. Qua các cái thời kỳ thì thường thường là có những cái tồn tại ở các thôn thì là người ta tranh thủ trong cái việc là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng ở thôn. Thì các thôn cũng đã tổ chức nhiều những cái thuê thầu nó không đúng theo quy định. Cái xử lý thiếu cương quyết
là đối với thuộc về chính quyền địa phương, cũng chưa cương quyết và cũng chưa triệt để được trong tất cả các trường hợp. Theo số liệu của cán bộ địa chính xã, hiện xã Xe Phạm có khoảng 50 trường hợp vi phạm trên đất canh tác với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông. Riêng trong năm 2015 phát sinh thêm 3 vi phạm và 6 tháng đầu năm nay có 7 vi phạm. Duy nhất một trường hợp bị cưỡng chế phá bỏ, các điểm còn lại do đã tồn đọng từ lâu nên chỉ dừng ở việc tháo dỡ các phần xây dựng mới. Một số hộ sau khi cưỡng chế tiếp tục tái diễn, điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Hứng ở thôn Tử Cầu nhiều lần xây dựng trái phép trên đất canh tác. Địa phương đã 3 lần cưỡng chế tháo dỡ công trình. Người dân cố ý vi phạm bất chấp các quy định của pháp luật về đất đai, cộng với sự thiếu kiểm soát và chưa kiên quyết trong xử lý khiến cho các vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Thương mại Hưng Yên Plaza số 1, đường Trần Quang Khải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã khai trương showroom Hyundai Hưng Yên. Dự lễ khai trương có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo tập đoàn Thành Công là đối tác lắp ráp, nhập khẩu và phân phối xe ô tô Hyundai của Hàn Quốc tại Việt Nam và các đại lý ô tô Hyundai các tỉnh thành phố phía Bắc. Showroom Hyundai thành phố Hưng Yên với hạ tầng cơ sở vật chất thiết bị hiện đại và đồng bộ nằm ở vị trí khu đất đắc địa trung tâm thành phố, thuận lợi giao thông đi lại. Showroom Hyundai thành phố Hưng Yên nằm ở tổ hợp trung tâm thương mại Hưng Yên Plaza đang được chủ đầu tư tiếp tục đầu tư xây dựng nhằm tạo ra khu mua sắm, dịch vụ đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân thành phố Hưng Yên và các khu vực lân cận. Tại showroom bao gồm phòng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm rộng hàng nghìn mét vuông. Với quy mô này, hiện nay showroom Hyundai thành phố Hưng Yên là showroom lớn nhất tại khu vực thành phố và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về trưng bày và bán ô tô Hyundai. Việc khai trương showroom mới này đã đánh dấu cho một bước phát triển mới và quan trọng của Hyundai thành phố Hưng Yên trong kế hoạch đầu tư và phát triển lâu dài. Trong thời gian tới, showroom tiếp tục đưa vào hoạt động khu xưởng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ hậu mãi, bán hàng với trang thiết bị chính hiệu với những quy định khắt khe và nhất quán của tập đoàn Hyundai toàn cầu, đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Phát huy truyền thống của nhà trường qua các kỳ thi tay nghề cấp bộ, cấp quốc gia và khu vực ASEAN, tại kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016, trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi có 6 thí sinh tham gia tranh tài tại 5 nghề đào tạo đều đạt giải, trong đó hai em Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Đăng Tú xuất sắc giành 2 giải nhất để tham gia hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 tại Malaysia trong tháng 9 tới. Sinh ra trong một gia đình đông con, bố mất sớm khi em còn học mẫu giáo, Nguyễn Anh Tuấn, cậu học trò quê Thường Tín, Hà Nội, luôn mang trong mình quyết tâm, nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh. Suốt 2 năm học tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi, bằng sự nỗ lực, tinh thần học hỏi không ngừng, Tuấn luôn đạt học lực giỏi và được nhận học bổng khuyến học của nhà trường. Sau khi đạt giải nhất với nghề tham dự lắp đặt đường ống nước, hiện Tuấn là một trong 33 sinh viên tiêu biểu toàn quốc tham gia luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 tại Malaysia trong tháng 9 tới. Những bài thi ứng dụng của em ấy, thì ứng dụng ra ngoài thực tế thì sẽ ứng dụng ra rất nhiều các thực tế hiện tại như là các công trình lớn, các công trình nước sạch hoặc là các chương trình nhà ở. Là sinh viên năm cuối khoa điện điện tử, Phạm Đăng Tú cũng là một trong 2 gương mặt điển hình của trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi, đạt giải nhất với nghề dự thi lắp đặt điện trong kỳ thi tay nghề quốc gia năm nay. Ngay từ tháng 5 năm 2015, sau khi được tuyển chọn vào đội tuyển dự thi, Tú đã tích cực học tập, trao đổi nghiên cứu cùng các giáo viên, chuyên gia nhằm nâng cao các kỹ năng hoàn thành tốt nghề dự thi. Em được ban giám hiệu nhà trường và các cô giáo, thầy cô giáo trong khoa cũng như thầy cô giáo trong nhà trường đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi về thời gian cũng như các trang thiết bị. Và cùng theo đó là các chuyên gia huấn luyện cũng đã rất tận tình chỉ bảo
Với phương châm đào tạo của nhà trường là chú trọng năng lực thực hành, gắn đào tạo với thực tập sản xuất, làm ra sản phẩm, giúp học sinh sinh viên có thể bắt tay ngay vào môi trường thực tế sản xuất sau khi tốt nghiệp. Thông qua việc tổ chức và tham gia hội thi tay nghề các cấp đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút ngày càng đông đảo các em sinh viên tham gia. Các cái giới doanh nghiệp bây giờ người ta khi người ta tuyển thì người ta cũng yêu cầu trước hết là phải kỹ năng nghề, chứ chưa hẳn đã là dựa vào cái hồ sơ bằng cấp. Có những thí sinh đạt giải thì phải nói là cũng rất là hạnh phúc và tự hào. Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2016 đã khép lại, nhưng kết quả tại kỳ thi sẽ là động lực lớn cho thầy và trò nhà trường tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vào hồi 16 giờ ngày 7 tháng 6, tại bể bơi của công ty Tường Minh nằm trên khu vực đường Đê Đôi thuộc địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm học sinh 8 tuổi là Nguyễn Minh Châu ở thôn Cao, xã Bảo Khê bị chết. Được biết, tại khu kinh doanh dịch vụ của công ty Tường Minh có xây dựng bể bơi và người quản lý để thu tiền bán vé cho mọi người đến bơi trong dịp hè. Trước khi xảy ra tai nạn, em Châu là một trong số những người đến bể bơi của công ty Tường Minh để tắm. Tuy nhiên, do sự lơ là của nhân viên quản lý bể bơi dẫn đến em Châu bị đuối nước nhưng không được phát hiện kịp thời nên đã tử vong. Vụ việc đang được Công an thành phố Hưng Yên điều tra mở rộng, xử lý những cá nhân có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, đồng thời nhận thấy được những ưu điểm của hỏa táng so với các hình thức mai táng khác. Mấy năm trở lại đây, ngày càng có nhiều gia đình ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời. Cách đây hơn một tháng, cụ Nguyễn Thị Son ở thôn Tam Kỳ qua đời ở tuổi 92 đã được gia đình đưa đi hỏa táng tại Nghĩa Trang Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội. Biết tới ưu điểm nhanh gọn, tiết kiệm lại đảm bảo vệ sinh môi trường của hỏa táng qua các phương tiện thông tin đại chúng và từ thực tế của nhiều hộ khác trong xã đã thực hiện hỏa táng trước đó. Ngay sau khi cụ Son qua đời, con cháu trong gia đình cụ đã thống nhất lựa chọn hình thức mai táng văn minh và sạch sẽ này. Gia đình cũng anh em cũng đều thống nhất là nhận thức được là thấy là đưa cụ đi hỏa táng thì nó rất là văn minh, hợp vệ sinh, nhanh gọn và không có những cái công việc linh đình rườm rà sau này. Thế rồi 3 năm, 6 năm, 5 năm ở đây cải táng lên thậm chí cũng vẫn không sạch sẽ. Thế là gia đình đều nhất trí là đưa cụ đi hỏa táng. Thì sau khi đưa cụ đi hỏa táng thì cũng thấy rất là nhanh gọn, mọi việc là thuận tiện, hợp lý. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, xã Nghĩa Trụ có 30 người qua đời thì có đến 27 người được gia đình đưa đi hỏa táng. Tất cả 9 thôn trong xã đều nhân rộng phong trào hỏa táng. Nếu như trước đây, đối tượng được đưa đi hỏa táng chủ yếu là người chết trẻ hoặc chết do bệnh hiểm nghèo, thì hiện nay nhiều người cao tuổi trước khi mất cũng có nguyện vọng được hỏa táng. Hình thức hỏa táng ngày càng được nhiều người dân trong xã Nghĩa Trụ biết tới và lựa chọn khi có người thân qua đời. Nhân dân đã nhận thức được cái này rồi, đã làm tốt rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục đây là tới đây sẽ triển khai tới các cái ban ngành đoàn thể, là triển khai đến các cái chi bộ và các cái lãnh đạo của các thôn để làm tốt công tác tuyên truyền để khi có người thân qua đời để mang đi hỏa táng và đảm bảo vệ sinh và giảm các cái chi phí sẽ tốn kém cho các gia đình. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2016 đến nay, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Lâm giảm sâu ở cả 3 tiêu chí, nhưng diễn biến vẫn phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông đường sắt tăng quá cao so với năm 2015. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ, giảm 6 người chết, giảm 8 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do lỗi điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng phần đường, sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát. Theo đánh giá, mặc dù tai nạn giao thông ở Văn Lâm đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí, nhưng tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến vẫn rất phức tạp. Được biết đến thời điểm này, trên tuyến đường sắt đi qua huyện Văn Lâm đã xảy ra 8 vụ làm chết 3 người, làm bị thương 2 người.
Điều đáng nói, hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường sắt đều xảy ra tại những đường ngang không có rào chắn. Thời gian gần đây, trên các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ đi qua tỉnh liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container. Ngoài vụ tai nạn giao thông giữa xe container với xe đạp xảy ra trên quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn huyện Khoai Châu làm một em học sinh thiệt mạng, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra gần chục vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container. Qua phân tích nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông, hầu hết lỗi đều do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, mất lái dẫn đến tai nạn xảy ra. Điều đáng nói, công tác giải quyết hậu quả khi tai nạn xảy ra đối với các xe container lại quá chậm, bởi việc di rời các phương tiện này lẽ sức khó khăn, mất nhiều thời gian, dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông ngày càng trở nên phức tạp. Do đó, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách bền vững, các lực lượng chức năng tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những vi phạm do các phương tiện này gây ra. 6 tháng đầu năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, 61 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 11 vụ, giảm 11 người chết, giảm 20 người bị thương. Trong công tác tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý gần 20.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 18 tỷ đồng. Với việc xử lý kiên quyết các vi phạm mà tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, tình trạng chợ họp lấn chiếm lòng lề đường đã giảm nhiều, tình trạng xe chở quá khổ quá tải đã giảm nhiều trên các tuyến đường. Việc chấp hành cắt thành thùng xe, cơi nới đã được các tổ chức doanh nghiệp cá nhân chấp hành theo đúng quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua còn có những mặt hạn chế, đó là tình trạng tai nạn giao thông đường sắt tăng cao, đã xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, làm bị thương 2 người. Sự vào cuộc của hệ thống chính trị còn chưa quyết liệt, nhất là cấp cơ sở. Việc huy động lực lượng công an xã, thị trấn tham gia kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông chưa phát huy hiệu quả. Tình trạng xe chở quá khổ quá tải vẫn tái diễn ở một số địa phương, đặc biệt tại các xã có bến bãi bốc xếp vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và nơi có công trình xây dựng lớn đang triển khai. 6 tháng đầu năm 2016 thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thì có những cái chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì cái trật tự an toàn giao thông thì vẫn diễn biến phức tạp. Nhất là cái số vụ tai nạn giao thông thì còn ở cái mức cao và cái tai nạn giao thông đường sắt thì xảy ra tăng hơn so với lại 6 tháng cùng kỳ năm 2015. Thế để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông mà thực hiện được cái mục tiêu là giảm cả 3 cái tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, thì đối với lực lượng cảnh sát giao thông thì chúng tôi sẽ tăng cường huy động tối đa cái lực lượng phương tiện tập trung vào xử lý những lỗi mà là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ví dụ như là xử lý về vi phạm về nồng độ cồn, rồi vi phạm về tốc độ, rồi xe quá khổ quá tải. Trong những cái tháng hè, rồi những cái dịp cao điểm thì chúng tôi sẽ tập trung vào xử lý các cái xe mô tô lạng lách đánh võng, rồi các cái xe tự chế để làm sao mà cái tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được giảm. Để bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, bên cạnh ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cần xây dựng và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông, các lực lượng chức năng cần tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, Chủ nhật ngày 10 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với những tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả mô hình tổ tình nguyện phòng chống lạm dụng trẻ em ở xã Nhân Na, huyện Kim Động. Đường 204 từ xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đến xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi xuống cấp. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Cảnh sát Mỹ đã xác nhận Mika Xavier Johnson, 25 tuổi, là một trong số các nghi phạm đã bắn tỉa sát hại 5 cảnh sát trong cuộc biểu tình ở thành phố Dallas, bang Texas. Johnson là một cựu binh Mỹ, từng phục vụ tại Afghanistan và sinh sống ở thành phố Mesquite. Cảnh sát cho biết Johnson không có tiền án tội phạm và bản thân không dính líu tới tổ chức khủng bố nào hết. Các vụ giết hại diễn ra trong cuộc biểu tình hòa bình phản đối việc cảnh sát bắn chết 2 người đàn ông da đen hồi đầu tuần. Cục cảnh sát Dallas cho biết nhân viên của họ đã bị giết hại bằng súng bắn tỉa từ các vị trí cao. Ngoài ra còn có 7 cảnh sát và 2 dân thường bị thương. Johnson tuyên bố là hắn rất tức giận với cách người da đen bị đối xử và giết hại. Nghi phạm sau đó bị bao vây và tiêu diệt bằng một robot mang bom. Biểu tình đến giờ vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ. Nước Anh chắc chắn sẽ có một nữ thủ tướng trong tương lai với 2 ứng cử viên cuối cùng cho vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Lindstrom. Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã giành được 199 phiếu áp đảo trong cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng bảo thủ. Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Lindstrom đứng ở vị trí thứ 2 với 84 phiếu. Trong khi đó, ứng cử viên nam duy nhất là Bộ trưởng Tư pháp Michael Dole đã bị loại khi chỉ được 46 phiếu. Như vậy, cuộc đua cuối cùng cho người đứng đầu đảng bảo thủ cũng là vị trí thủ tướng sẽ chỉ diễn ra giữa 2 nữ chính trị gia này. Sắp tới, cả bà May và bà Lindstrom sẽ có các cuộc vận động khắp nước Anh để kêu gọi ủng hộ từ khoảng 150.000 thành viên cốt cán của đảng bảo thủ cho cuộc bầu chọn. Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 9 tới. Bất chấp lệnh ngừng bắn 3 ngày được chính quyền Syria đưa ra, các vụ xung đột và không kích vẫn không ngừng diễn ra, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, trong ngày cuối cùng thực hiện lệnh ngừng bắn vào ngày 8 tháng 7, đã có 23 người thiệt mạng vì không kích vào một khu nghỉ dưỡng ở khu vực biên giới Darkut, tỉnh Idlib, trong đó bao gồm 10 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ. Tất cả họ đến từ các vùng xung quanh để tận hưởng ngày cuối cùng của thánh lễ Hồi giáo Eid. Hiện vẫn chưa rõ máy bay thuộc lực lượng nào đã thực hiện vụ không kích này. Bất chấp lệnh ngừng bắn của chính phủ Syria, trong 2 ngày trước đó có nhiều vụ bạo lực và xung đột, chủ yếu diễn ra ở các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Số liệu nghiên cứu lấy từ 183 quốc gia cho biết số người tử vong vì các bệnh có liên quan đến viêm gan đã vượt qua số người tử vong vì HIV/AIDS, sốt xuất huyết và lao. Tử vong do ung thư gan, các loại bệnh về gan và nhiễm trùng gây ra bởi viêm gan siêu vi đã tăng 63%, từ 890.000 người năm 1990 đến 1,45 triệu người trong năm 2013. Trong khi đó, số ca tử vong do AIDS là 1,3 triệu, do bệnh lao là 1,4 triệu và do sốt xuất huyết là 855.000. Báo cáo đăng trên tạp chí The Lancet chỉ ra rằng, trong khi tỷ lệ thiệt mạng do các bệnh truyền nhiễm khác như lao và sốt xuất huyết đã giảm xuống kể từ năm 1990, thì số người chết liên quan đến viêm gan lại tăng. Bệnh viêm gan gây ra chủ yếu bởi virus, song có những trường hợp do lạm dụng rượu, ma túy hoặc nhiễm trùng. Nhờ sử dụng mạng lưới kính thiên văn radio trên khắp trái đất, các nhà thiên văn đang ghi lại nhiều thông số liên quan tới hiện tượng một hố đen nuốt ngôi sao cách trái đất rất xa. Từ tháng 3 năm 2016, một nhóm chuyên gia thiên văn quốc tế ở Thụy Điển đã nghiên cứu một hố đen nuốt ngôi sao bằng cách sử dụng mạng lưới kính thiên văn radio VLBI trên khắp trái đất. Hố đen mang tên Squid Z1644-57, cách xa trái đất 3,9 tỷ năm ánh sáng, được phát hiện vào năm 2011. Những hình ảnh đang được theo dõi cho thấy lực hấp dẫn cực lớn của nó đã chậm rãi lột từng lớp vỏ vật chất của ngôi sao, tạo thành vành đai khí xung quanh hố đen trong quá trình chuyển hóa năng lượng hấp dẫn thành bức xạ điện tử, tạo ra một nguồn ánh sáng nhìn thấy cực mạnh với nhiều bước sóng. Sau đó, trong diễn biến ngoạn mục hơn, một luồng hạt vật chất hẹp vọt ra khỏi hố đen với vận tốc gần bằng ánh sáng. Trong buổi đấu giá diễn ra hôm thứ Năm ở Nhật Bản, một chùm nho Ruby Rơ Măng đã được bán với mức giá kỷ lục gần 10.050 đô la Mỹ, tương đương 245 triệu đồng. Phiên đấu giá hôm 7 tháng 7 là phiên đấu giá nho Ruby Rơ Măng đầu tiên trong năm nay. Và 8.530 bảng cũng là mức giá kỷ lục cao nhất dành cho một chùm nho. Cả chùm có 30 quả, như vậy mỗi quả nho có giá hơn 8 triệu đồng. Người chiến thắng trong phiên đấu giá này là ông Takamaru Konishi, chủ một siêu thị ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Chùm nho sẽ được trưng bày tại siêu thị của ông để khách hàng được chiêm ngưỡng miễn phí. Ruby Rơ Măng
là loại nho đặc sản của quận Ishikawa ở Nhật. Đây là nơi duy nhất nhân giống và phát triển thành công loại nho này. Ruby Romang có vỏ màu đỏ anh đào, kích cỡ như trái bóng bàn và vị ngọt rất đậm. Để đạt chuẩn đem bán trên thị trường, mỗi trái nho này phải đạt được tiêu chí là nặng trên 30g và đạt 18% lượng đường trở lên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.